Thì sắp tới là có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức một cái lớp mà đặc biệt chút xíu là chuyên đề về sắc đẹp phụ nữ. Giờ tôi nói về cái đá cho mọi người nghe. Thì này nó có liên quan nhiều vấn đề, trong đó là về sức khỏe, về sức khỏe. Là chúng ta đã thực hành qua rồi ha. Giờ tôi nói về cái đá không cần đâu. Tôi nói về những cái đá cho mọi người nghe. Thì này nó có liên quan nhiều vấn đề, trong đó là về sức khỏe, về sức khỏe. Thì sắp tới là có lẽ chúng tôi sẽ tổ chức một cái lớp mà đặc biệt chút xíu là chuyên đề về sắc đẹp phụ nữ. Ha. Cô nào là nhỏ sệ rồi nó là ngọt đẹp khỏi cần đi qua Hàn Quốc chỉnh sửa ha, còn cô nào là muốn trẻ muốn đẹp thì cứ đến học thì 5 buổi là nắm được cái vấn đề rồi. Em còn bụng mà to quá thì đưa to quá cho tôi thì đó là sẽ làm cái bụng gọn đâu này. Thì sắp tới tôi sẽ làm cái lớp học đó thì mọi người sẽ đăng ký để nếu mà ai còn mấy ông thì không cần nha. Ok, bữa nay là tôi muốn nói chuyện về cái đá chút xíu. Thì đá là thực ra là đã thực hiện cách đây 3 năm rồi. Và ai có biết về đá rồi? Trường đá dùng gan ai biết? Dạ. Còn em trường ở đâu ạ? Dạ em trường được 3 tuần rồi thầy. 3 tuần hả? Dạ. Thế cái gì cải thiện được? Dạ cái mình, nếu mà mình trường thì mình ngủ rất là ngon. À. Mình có thể trường vào khoảng 10 đến 15 phút là quá là mình phê rồi đó. Phê rồi hả? Căn bản em còn thấy cái gì mà hiệu quả hơn đó? Bình thường tại vì em rất là khó ngủ. Em bình thường em ngủ 1-2 giờ em mới ngủ. Dạ sau khi mà trường đá thì nó cải thiện rất là nhiều. À ok. Rồi, còn cô này là thích ở đây cũng lâu rồi hả? Tuần trước em. Là bữa nào? Em có trường chưa? Em có trường. Thì là thấy ngủ rất là nhanh, hồi trước là bình thường hay dùng thuốc ngủ an thần. Bây giờ bỏ thuốc an thần rồi. Lâu lắm rồi không được tới. Bây giờ về dùng đá thôi. Dùng đá. Hấp dẫn quá. Rồi bây giờ có lẽ là thôi hay nhất là mọi người hỏi tôi trả lời đúng không? Bây giờ ai mà nghe vòng quanh về đá rồi cách làm sao rồi cái bệnh tật làm sao thì tôi trả lời chắc lẽ mình thấy hấp dẫn hơn. Rồi xin mời ai hỏi đi. Thực ra là cái khi mà dấu hiệu mà sơ quá này, sơ vôi này, tất cả đó thì đó là dấu hiệu của một cái lão hóa của cơ thể đó. Nhưng mà cái lão hóa nó nằm ở cơ quan nội tạng nào, hoặc là xương cốt, hoặc là ở cơ quan phổi, tim gan gì đó. Do đó là những cái dấu hiệu sơ quá, những cái dấu hiệu lão quá, vôi quá đều là do cái bao mạch của nó không được lưu thông, hồng cầu không đến nơi, rồi dinh dưỡng không tới nơi, thì mấy cái đó lần lần nó bị già, bị khỏi, bị bệnh tật. Thì cái phương pháp mà trường đá nóng ở vùng gan mình á, nó có một cái đặc điểm của nó là khi mình để nóng lên cái vùng gan á thì nó sẽ làm ấm cho cái cơ thể. Lý do tại sao mình ấm hết được cơ thể, lý do làm sao nó lưu thông được hết cơ thể là vì hệ thống tuần hoàn của mình là có từ 4 lít rưỡi tới 5 lít tùy theo nữ nam. Nhưng mà cứ 1 giờ 60 lít máu đi qua gan và được sốt phê bởi cái đá, thành ra nó làm đến đâu nó nóng tới đó và nó giãn hết những cái mao mạch và nó làm nuôi sống lại những cái chỗ mà từ trước tới nay nó bị tổn thương, nó bị lão quá. Thế ra là nếu riêng sư thì sẽ trồm ở cái vùng gan đó, là 2 cục, rồi hai cục nữa là để cái vùng phổi này ha, rồi để ấm đó, rồi lấy mền đắp lại ha, thì nó giữ lại từ từ thì nó sẽ nuôi dưỡng trở lại cái vùng mà bị bệnh tổn thương hoặc lão quá đó, nó phải phục hồi lại được dần dần ha. Ít nhất là trước mắt là chưa nói tới chuyện phục hồi, mà ít nhất là nó không tiếp tục tiến triển vôi quá và lão quá nữa thì đó là ok cho mình rồi. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời tiếp. Dạ thưa thầy, những bệnh nhân nào mà bị viêm gan
A, B hoặc C có thể trừng trừng cảm không? Thực ra là cái việc mà viêm gan siêu vi rồi các thứ mà nó tổn thương đến cái chức năng ở trên cơ thể mình á, thì đến nay á, thì mình chỉ nói là dùng cái đá để chườm á, làm cho tăng cái sức đề kháng của cơ thể lên, nó tạo ra một biến thể trong cơ thể thôi, chứ còn mà nếu mà để cho khỏi cái đó thì mình chưa có kết luận được, mình cũng chưa nói được, vì lý do là virus thì nó không có làm gì được. Mà mấy cái viêm gan siêu vi á thì là hiện nay á là cái khó của thế giới và phải chỉ của mình, thì thế giới ta cũng làm được rồi, ta cũng làm ok rồi, nhưng mà cái giá thành để cho một cái người mà bị viêm gan CVC chẳng hạn mà phục hồi á thì nó tốn là hiện nay trên truyền thông mà của châu Âu á là khoảng 52.000 euro cho một cái ca điều trị trong vòng 3 tháng. Do đó là nếu như mà nói để mà hai cục đá mà mình mà chữa được cái đó đó thì chắc mình nổi tiếng khắp thế giới và lãnh cả cái giải Nobel luôn. Nhưng mà thôi, trước mắt là mình dùng cái đá làm cho ăn được, ngủ được, tiêu hóa tốt, làm cho sức đề kháng tăng lên và cơ thể mình nó càng ngày càng tiến triển tốt hơn, rồi lúc đó cơ thể cũng có một cái bộ phận tự điều chỉnh lại ha, rồi tự tái cấu trúc lại cái cơ thể mình, là lúc nào nó mạnh quá thì bên kia không có nhào vô tấn công tiếp tục nè. Ok, rồi và xin mời thầy chỉ dùng đá làm sao mà mình dễ ngủ với ăn tiêu hay ở chua không? Mấy cái chuyện đó là dễ nhất trên thế giới. Thành ra là bác không lo, bác mới lần đầu đến đây gì không? Dạ. Thôi bây giờ về đi, bác tham dự cái lớp học. Dạ. Trong cái lớp học ấy người ta hướng dẫn không phải chỉ có cái chừng đá không, mà ta còn hướng dẫn cho bấm quyệt làm sao ấy để cho những cái máu huyết, những cái trong cơ thể mình nó được lưu thông, hiểu không? Thành ra là khi mà bệnh ở trong cơ thể mình, người ta gọi cái y học mà của phương Đông mình đó gọi là medicine global, tức là một cái y học tổng thể. Khi mà mất ngủ, khi mà cái bao tử nó có vấn đề thì những cái vấn đề đó nó có một cái sự liên quan chặt chẽ nhau ấy. Không phải tự nhiên mất ngủ, không phải tự nhiên mà mình bao tử mình ăn không được, nhiều khi mình giận chồng giận con rồi mình buồn mình ăn không được. Ha, rồi mình không hài lòng một điều đó mình uống được. Do đó là mình học ở đây ấy, là học cái tổng thể khai thông đồ máu huyết đồ tất cả đồ là giúp cho toàn bộ cơ thể, rồi chườm đá nóng cũng là một cái phần hỗ trợ để mà làm cho mình có giấc ngủ ngon. Chắc chắn một điều là sau khi chị dự hết cái lớp ở đây 5 buổi ấy, thì chị ngủ ngon ăn ngon, cái điều đó đương nhiên rồi ha. Còn muốn cho cái bao tử mà nó ổn định mà nó khỏi luôn á thì nó phải có một thời gian omon 3-6 tháng gì đó nha. Ok, hài lòng chưa? Nhà đâu rồi? Trước nhà nhà cũng ở dưới nhà mình chuyển tay cũng hỏng, nhưng mà trước đây mình không có đau mà uống thuốc khớp bị cái thần kinh tọ đó nó xuống dài mấy đốt xuống dưới cái liệt ăn hết bên nữa này nè. Ba con tử mà chị cũng 2 năm nay bị cái thần kinh tọ này nè, 8 năm rồi. Không có vấn đề, vì chị nói tôi hiểu rồi. Dạ. Thành ra là giống như máy móc của mình bây giờ nó rơ hết rồi nè, thì bây giờ là tôi chỉ khuyên một điều với mọi người á, là nên tham gia cái lớp học, đừng có đến giống như mình đi thăm câu rồi bây giờ cũng xong, và đừng bao giờ nói với tôi nha, tôi là tôi cái mà tôi không vui lắm á là cái câu mà người đến á tôi không có thì giờ, đừng có bao giờ nói câu đó nè. Ai cũng có thể có thì giờ, ai cũng có thể sắp xếp được hết á. Bởi vì cái mạng của mình lớn hơn cái chuyện cái thì giờ. Có nhiều người đến đây nói là tôi không có thì giờ, nhưng mà sau đó vài bữa vắng mặt ra hỏi đi đâu, nằm bệnh viện nằm 2-3 tháng đợi động mà cũng không có thì giờ, không làm gì được.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.